Rồi sau thi đấu thứ ba một thi đấu chung kết rất là quan trọng và quyết định, thì ban tổ chức yêu cầu hai đội trưởng sẽ lại bốc thăm một lần nữa để chọn sân và chọn phát bóng cho công bằng. Xin mời các bạn xem tiếp set chung kết nha các bạn. Set chung kết chỉ có 11 điểm thôi nha các bạn. Đây là cuộc chiến quá ngang tài ngang sức nha các bạn, của 5 anh em bãi biển, do thủ lĩnh Cao Sơn, Đăng Méo, Quý Nhóc, Bình Minh, Quốc Nhỏ. Set thứ 3 diễn ra 11 điểm, 6 điểm đổi sân, và đội Lưới Sài Gòn sẽ phát bóng trước. Còn bên kia là với sự hiện diện của Sang Miệt Thứ, Chí Thông, Lâm Tới, Tôn Đi Trường Hai và thầy giáo danh các bạn. Không không. Một pha tấn công rất mạnh của Lâm Tới và Anh Sơn Nam đến cho Lưới Sài Gòn 1-0. Các bạn hãy nhớ xem và ủng hộ kênh Đại Lâm Bộ Đồ Dò các bạn. Like và share cho mọi các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Một pha tiền bóng lỗi kỹ thuật của anh Lưu đến cho Lưu Sài Gòn 2-0. Quốc Bãi Biển vừa chuyền hai một quả hỏng nha các bạn. 2-0. Quê thua luôn. Đăng Méo xử lý nãy giờ những quả bóng quá tuyệt đẹp các bạn à. Cổ tay. 1-2. Gì biển ăn tôm ăn cua ăn cá. Quá đẹp thì anh thổi đi. Thì anh thổi ra. Xử lý. Xử lý nè. Một pha tấn công tốt của Lâm Tới đến cho Lưới Sài Gòn 3-1. Cơ hội nhưng Đăng Méo bỏ bóng không qua lưới các bạn. 3-1. Đội Lưới Sài Gòn xin hỏi anh nói đi đánh vào bóng băng đi. Mà đánh đâu anh bầu không khí trên sân bây giờ rất là căng thẳng. Tôi có cảm giác như nhiệt độ trên sân bây giờ trên 100 độ C. Rất nóng, bốc khói. Nóng gì nữa là nóng. Mày lội luôn nè, đâu nữa. Bình Minh ra được một pha nữa xong. Điểm trả điểm 2-3. Bình Minh giờ kết thúc một quả quá căng thẳng, quá căng các bạn. Tỷ số tại giờ là 2-3. Xét chung kết này là đánh 11 các bạn. Chưa đâu. Có này kìa. Bi bay. Quá ghê cho Lâm Tới các bạn ơi. Đúng là như Đại Lâm giới thiệu các bạn, cao thủ trẻ bãi biển đang lên giải châu Á. Lâm Tới 4-2. Đi luôn. Đi xa, xa bờ. Chí Thống giờ phát bóng hỏng, Quý Nhóc giờ đỡ một quả bóng hỏng các bạn. Chí Thống quá phá tốt các bạn à. 5-2. Chưa đâu có nên.
kia dành vô chung kết nữa, đụng cái đội kia cái mình đội kia cái giết mình luôn. Đặt tổng tốt, điểm cho lại đi. 3, 5. Đang méo giờ đánh nhẹ nhàng tình cảm các bạn ạ. Ba năm 11 điểm tới các bạn. Đấy mà không gãy thế nào ta. Còn á. Gãy rồi, gãy rồi. Một pha xử lý bóng tới từ lúc đến cho đi. 4, 5. Quả bóng gì rồi, giống như là pizza giò gà cặp mắt kiến các bạn. Quốc nhỏ vừa cho một quả bóng kết thúc chương trình. 4 năm. 11. Chết rồi, đúng 11. bốn năm năm đi cho đẹp đi không bùng nữa thầy. Lầm tay qua ghê. Lâm Tái là một trong những cầu thủ trẻ tương lai của bãi biển thành phố Hồ Chí Minh và cả cho Việt Nam mình luôn các bạn. 6-4 đội bên. Tiếp theo đó là một pha Quý Nhóc vừa đánh lọt tay trắng các bạn. Đến coi đến 5-6. Các bạn cũng biết nói chung là đánh bãi biển thì số 2, số 4 cũng giống như nhau các bạn à. 5-6. Ôi chung cây rồi. Trời ơi. Đã bắn tốt, điểm cho lưới xa bàn, 7-5. Trúng tay rồi. Sang vừa bỏ một quả bóng trúng tay ra ngoài các bạn, điểm 7-5. Giờ nghĩ thấy hết đường quýnh rồi. Lại là Lâm tới qua hay các bạn ơi. Cái thằng kia lớp trước này lớp 6. Gì trời. Bình Minh xử lý quá tinh tế. Các bạn nghe tới tên Bình Minh rồi các bạn phải nhớ lên Đàm Vĩnh Hưng. Bình Minh mang tên em. Bình Minh có thể đưa anh em xa bờ càng xa. 6-8. Sang biệt thư quá thông minh. Sang biệt thư vừa quẹt cái bóng ra ngoài các bạn, ăn tay nha. 9-6. Quá may mắn. Ba bóng quá may mắn các bạn à. 7-9. Xung lên 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 ơi. Ngon.
Được coi là bóng chạm cái cánh ra ngoài của Sang Nhật Thứ. Đến cho Lý Sa Bang 17 điểm cuối. Sang Nhật Thứ giờ phang một quả vào tay dân ra ngoài các bạn. 17. Bình Minh giờ có một quả chớp bóng trên đầu bóng tay các bạn. Chơi đến 8. 8 ơi. Biến rồi, đưa ra biến. Lại là Lâm Tới. Lâm Tới quá hay, quá hấp dẫn các bạn ơi. Chết banh kịch tính cho chung kết. Lâm Tới kết thúc đưa anh em vào bờ an toàn. Tất cả các đội nghỉ mệt 50 phút để ban tổ chức trà sân lại cho bạn. Mời tất cả các đội nghỉ ngơi tí. Cho đội cho ban kết ban sân lại. Các bạn hãy nhớ đăng ký và ủng hộ kênh Đà Lâm Bộ Đồ Dọ các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Nhớ like và share giùm các bạn. Sau đây là sẽ diễn thank you các bạn nha. Hai trận bán kết. Trận bán kết 1 giữa đội Nhân Nghĩa và đội Hiệp Tâm Mỹ. Trận bán kết 2 diễn ra đội Nhỏ Làng 2 và đội